câu 1, giữa hai con vật mèo hai đầu và thỏ hai đầu, con vật nào có thật? Đó là mèo hai đầu. Trên thế giới ghi nhận vài trường hợp mèo con sinh ra đã có hai khuôn mặt. Các chú mèo này thường có tuổi thọ không cao, chỉ vài tuần. Nhưng có một chú mèo hai đầu ở Mỹ đã lập kỷ lục Guinness khi sống đến 15 năm. Câu 2, giữa heo bốn tay và vịt bốn chân, con vật nào có thật ngoài đời? Đó chính là vịt bốn chân. Nghe như chuyện đùa nhưng đã có rất nhiều chú vịt bốn chân xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới như Việt Nam, Trung Quốc và Anh. Câu 3, giữa chim ruồi và chim bồ câu, đố bạn biết con nào có thể bay lùi? Chim ruồi là loài chim duy nhất trên thế giới có thể bay lùi. Vì cánh của chúng có thể hoạt động tự do theo chiều hướng của vai nên chúng có thể bay lùi. Câu 4, đố bạn biết giữa sao biển và ốc sên, con vật nào không có não? Sao biển là loài vật không có não bộ. Chúng cảm nhận được thế giới xung quanh nhờ những xúc tu. Khi một xúc tu phát hiện thức ăn thì các xúc tu còn lại sẽ tập trung năng lượng kéo toàn bộ cơ thể về phía thức ăn. Câu 5, giữa bạch tuộc và cá mập, con nào có nhiều quả tim hơn? Đó chính là bạch tuộc. Bạch tuộc có tới 3 quả tim, trong đó hai quả tim có vai trò vận chuyển máu và một quả tim có vai trò tuần hoàn máu. Câu 6, giữa mũi đực và mũi cái, con vật nào nguy hiểm hơn? Đó chính là mũi cái. Chỉ có mũi cái mới hút máu người và lây truyền bệnh cho con người, còn mũi đực thì hoàn toàn vô hại, đa số chúng chỉ hút mật hoa. Câu 7, giữa hai con vật bướm và dơi, con vật nào lây bệnh nguy hiểm hơn? Dơi là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm cho con người như bệnh dại Ebola và đặc biệt là dịch bệnh SARS-CoV-2 gần đây cũng có thể từ dơi mà ra. Câu 8, đố bạn biết giữa hải ly và hải âu, con vật nào chung tình hơn? Đó chính là chim hải âu. Khi hải âu trưởng thành, nó sẽ chọn một đối tác để ghép đôi và sống chung với nhau suốt quãng đời còn lại. Câu 9, vậy còn giữa chó sói và cọp, con vật nào chung tình hơn? Chó sói thường được mô tả là một con vật gian manh và lừa đảo trong các câu chuyện dân gian. Nhưng sự thật chó sói lại rất chung thủy. Khi kết hôn, các con sói sẽ sống gắn bó với nhau nhiều năm cho đến khi một trong hai con chết. Câu 10, giữa chim công và chim sáo, bạn có biết con vật nào có thể nói được tiếng người không? Sáo là một trong những loài chim có thể bắt chước được tiếng người. Ngoài ra chúng có thể bắt chước tiếng kêu của các con vật khác. Câu 11, thế còn giữa hai con vật voi và hà mã, đố bạn biết con vật nào có thể nói được tiếng người? Một chú voi châu Á tên Cochin sống trong vườn thú Everland tại Hàn Quốc có một biệt tài, đó là nói chuyện được bằng tiếng người. Mặc dù vốn từ không nhiều nhưng Cochin hiện tại là con voi duy nhất trên thế giới có thể nói được tiếng người. Câu 12, đố bạn biết giữa rùa và nhím, con vật nào có thể thở bằng mông?
Rùa là một trong những loài vật có thể thở bằng mông. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng dù cũng có miệng, nhưng lượng oxy thu thập từ hậu môn chiếm hơn 70% lượng oxy mà rùa nạp vào, cao gấp nhiều lần so với lượng oxy chúng thông qua đường miệng. Câu 13. Đố bạn biết giữa ngựa đực và ngựa cái, con vật nào có nhiều răng hơn? Đó chính là ngựa đực. Ngựa đực có khoảng 40 răng vĩnh viễn, trong khi đó ngựa cái chỉ có khoảng 36 răng. Câu 14. Giữa ốc sên và cá sấu, đố bạn biết con nào có nhiều răng hơn? Đó chính là ốc sên. Đây là loài vật có nhiều răng nhất thế giới. Mặc dù không có hàm, nhưng ốc sên có tới 14.000 chiếc răng được bao phủ trên lưỡi, dùng để nạo hoặc bao mỏng thức ăn. Câu 15. Giữa khỉ mặt chó và khỉ mặt mèo, con vật nào có thật? Đó là khỉ mặt chó. Đây là một loài khỉ cụ của thế giới, sống chủ yếu ở rừng mưa nhiệt đới và khảm rừng thảo nguyên. Thức ăn chủ yếu của chúng chủ yếu là các loại trái cây và côn trùng. Câu 16. Giữa bọ ngựa màu hồng và dế màu hồng, con vật nào có thật? Đó chính là bọ ngựa hồng, hay còn gọi là bọ ngựa phong lan. Loài bọ ngựa đặc biệt này có ở khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Chúng bắt chước phong lan một cách hoàn hảo về cấu trúc lẫn màu sắc. Câu 17. Đố bạn biết giữa rắn hổ mang chúa và lẫn mực, con vật nào mạnh hơn? Đó chính là lẫn mực. Bạn có biết món ăn khoái khẩu của lẫn mực chính là rắn, sở hữu bộ da dày và khả năng kháng độc cao, nên việc tấn công và sơ tái rắn độc không phải là vấn đề với loài vật này. Câu 18. Giữa hai con vật, mực bất tử và sứa bất tử, đâu là con vật có thật? Sứa bất tử, đúng như tên gọi, đây là sinh vật duy nhất trên trái đất có khả năng cải lão hoàn đồng. Khi bị thương hoặc không có thức ăn, các con sứa khác sẽ chết. Nhưng đối với sứa bất tử thì không, nó sẽ tự động co lại thành những nang nhỏ gọi là bolus. Theo thời gian, các bolus này sẽ tái sinh trở lại làm sứa với cấu trúc y như cũ. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại mãi mãi. Đây là mấu chốt khiến cho nó bất tử.